Dạ hai. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào tất cả các anh chị với anh chị, cũng như là chúc sức khỏe tất cả các anh chị ha. Hôm nay em lên một siêu phẩm anh chị, Kawasaki FG 150 các anh chị. Đó. Thì con này là cốt xéo tua chậm ha. Thì cũng đầu video thì em cũng báo giá công khai luôn các anh chị. Thì con này giá 1,5 triệu các anh chị ha. Đó, con này hình thức của nó thì còn khoảng không biết phải đánh giá hay sao, nói chung còn rất là mới nha anh chị ha. Cực kỳ mới luôn. Anh chị nhìn ốc bô biết rồi. Đó, anh chị nhìn ốc ác đây nè. Tươi cho anh chị nhìn nè. Lá gió là bọng nó còn gần như 90% anh chị. Rất là đẹp. Đó. Nhưng mà chỉ có một số sơ sót là trong cái quá trình vận chuyển về anh chị ha. Thì nó bị chày. Đó, thứ nhất nó bị chày chùa vàng lông bên ngoài nè. Cùng xăng bị chày nè. Chụp giật bị chày nhẹ miếng này nè. Đó. Thứ hai là cái bô em anh chị ha. Về nè, bô em zin đó nè. Nó về nó bị gớt, quá trình vận chuyển nó gớt mất cái nắp đen ngoài anh chị ha. Nên có thay một cái bô em khác. Nhưng cực kỳ gọn gàng. Đúng anh chị. Máy móc thì đẹp tuyệt đối luôn ha anh chị ha. Đó, không có tình trạng mà bị đổ heo một miếng nào luôn. Chị nhìn nè. Lọc lát nè. Máy bên Nhật về. Đó. Rất là đỉnh nha anh chị. Ốc tán nè. Chấm sơn còn luôn nè. Ở bu ly thì chưa cảo ra luôn ha. Con này cút xéo anh chị ha. Đó. Cái này mấy anh chị mua về kéo nén nhỏ hoặc là mình vô dàn cầu chạy đi ruộng đồ cọc cạch rất là ngon anh chị. Máy còn quá là đỉnh. Dòng Kawa này thì nó rất là bền anh chị. Cực kỳ bền luôn, đồ đạc rất là dày. Chế hòa khí của nó cũng là Mikuni hết anh chị ha. Mikuni giống như Mitsu mình thôi. Đó. Áo gió nè, gió chụp giật áo gió còn ken dữ dằn luôn. Giật rất là đẹp. Chỉ có cái là bị chạy nhẹ ở đây thôi. Đó, còn phần thùng xăng. Thùng xăng của anh chị giờ rất là đẹp với anh chị ha. Ở trong thì chị giờ ốc ác tán dít lượt anh chị trắng tư ở trong. Không một miếng bợn luôn anh chị. Không biết ở đây nó có trong xăng luôn chưa thì em không biết ha. Không một miếng bợn. Ở đây nó bị nhớt chao, nó chảy anh chị, nó đóng đen. Về anh chị rửa lại cụm xăng này, chảy nhiễu gì đen thui đây nè. Còn lại thì cực kỳ đẹp luôn. Máy là nó còn cực kỳ đẹp anh chị. Ốc bô biết anh chị giờ không? Chưa một miếng nào gọi là nó đổ tan anh chị. Dường như không biết có chạy không nữa nè. Đó, phần ốc bô đây anh chị giờ không? Tính tươi anh chị. Cổ bô nè, chưa bong một miếng nước sơn. Ga nè. Ôi, quá đẹp anh chị, ống hơi nè. Quay kỹ mấy phần lóc lát cho anh chị coi dòm nè, anh chị dòm nè. Đó. Bugi nè, NGK da băng. Cực kỳ thích luôn nha anh chị. Đây, Bugi nè. Rút ra cực kỳ thích luôn. Đó, ra là chặt đầu. Đầu nắp pilat, tán nắp pilat. Số công tắc đây, mã số máy này quá đẹp anh chị. Đó thì là 1,5 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Đó, anh chị nào mà thích con máy này thì liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại em để góc trái màn hình hết anh chị. Cực kỳ đẹp luôn anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem hết video hết anh chị. Hẹn gặp lại anh chị video khác ạ.